Phía trước mấy các bác vào cùng các bác cùng xem đồ mới từ những văn của sớ nha các bác, văn gỗ này các bác. Đấy. Logo Paragim góc cạnh kèm luôn nha các bác. Này kèm hết nha các bác, tất cả đều kèm vì những cặp những lo dẫn lo tuyển về nha. Nó nhìn cùng văn màu văn gỗ này rồi đấy, bể nó là về sao chứ tem người ta dán là còn nguyên hết nha các bác. Tổng quan cảnh tiếp theo này đấy, rất đẹp luôn nha. Văn này các bác, đây là phía sau. Con này series là 13178 này các bác, 13178 nha. Con này 13178. Cái này các bác có thể về gửi ra tại bên nước ngoài ha. Hệ dáng. Ba lỗ thông hơi. 13178 nha các bác, tổng quan này các bác. Xem với góc cạnh đó nha. Con này 13178 nha, bạn nào yêu thích thì alo cho em, hàng sưu tầm nha. Những con súp này là sưu tầm, những con mà đời lớn nó hiếm hàng lắm. Bên em cũng có những dòng Rebeller tầm bình dân tầm mười mấy có, như là BB12 nè, Yamaha FW800 nè. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào có muốn sở hữu một trong những con súp khủng của Paragim model BS1200 thì liên hệ cho em. Về được hai em hoa hậu nha. Giá là 20 bao ship được tặng kèm một bộ dây kết nối. Em chứng minh lên sóng một con súp rất là khủng, đó là dòng SW1000 nha các bác. Thùng gỗ lạng cực kỳ ngầu và cực kỳ sang. Nó được thiết kế vuông vắn nam tính, là một khối gỗ cực kỳ là chắc và khỏe. Bát 30 đánh trước. Cuối với con súp này các bác chơi phòng 45 mét vuông trở lại vô tư. Và đặc biệt EVW1000 sở hữu một lực đánh uy lực. Nếu các bác đã nghi con EVW800 mà đã phê rồi thì nghi con 1000 càng phê đấy các bác. Con 1000 nó quánh rất là uy lực. Bắt đánh trước và lỗ thông hơi trước luôn, nên là các bác để ở một cái góc nào đó thì cái phòng chúng ta nó trải rất là rộng luôn. Hầu như các phòng khoảng 45 mét vuông các bác chơi vô tư. Con này là thùng vàng, gỗ rất là nặng các bác, này còn 40 kg. Với một con súp có hình thức lực nặng như thế thì các bác nghe những gỡ giải tầng cao ở volume lớn thì nó sẽ không bị rung, nên tiếng bass của dòng FW1000 vẫn được nhiều bác khách rất là khen. Ở hoạt động có cường độ lớn không bị rung tiếng, nghĩa là không bị méo tiếng, rất là hay. Tiếng bass cực kỳ chắc. Các bác có thể nghe nhạc vừa karaoke vô tư trong gia đình, vừa có thể bố trí trên này những cái chậu hoa, tại vì nó rất là nặng nên là ở hoạt động ở cường độ tiếng bass lớn, không bị rung tiếng bass, không bị rung cái thùng này các bác. Nên là ưu điểm đặc biệt của con EVW1000 là nó như thế các bác, mà những con súp khác không có thể làm được. Điện 100V nha các bác, điện 100V, đường tia hydro vào. Đấy. Điện 100V. Đẹp keng vuông thành sắc cạnh đó nha. Và giá con súp EVW1000 là 16 triệu bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây kết nối. Trị giá là 350.000, dây Canred của Nhật. Dây là 3,5 m nha các bác, để các bác cắm tín hiệu ra và cắm vào này này để sắp hoạt động nha. Đẹp keng luôn á, seri là 1982 nha các bác, 1982 nha. 1928, 1928 nha. Đẹp keng vuông thành sắc cạnh. Ở phía trên. Giá bao ship là 16 triệu nha các bác, chuyên không đủ em vẫn bớt 200.000. Đấy. Cái càng trước rất đẹp luôn nha, cái càng trước cực đẹp luôn. Cái càng trước đặc trưng của nó là mèo nâu nha, bắt mèo nâu. Trông thấy phần của xô nét căng luôn, lỗ thông hơi, volume. Điện 100, 110 nha bác, các bác cắm 110 cũng được hay là 100 cũng được nha. Em lên sóng và giới thiệu con súp SW1000. Đây các bác là muốn sở hữu những con súp khủng của Yamaha thì alo cho em. Thì bên em cũng có SW800, giá nó sẽ rẻ hơn khoảng là
1 triệu cho bác. Airdrop 800 này nó bắt ốp gầm, giá hoa giá là 14.800.000, còn con này là giá 16 triệu, nó trên nhau 1.200.000 nha các bác. Nếu các bác chơi phòng lớn mà thích trưng bày mà nó nam tính thì các bác chọn Airdrop 1000. 1000 vẫn là hơn hẳn 800 nha các bác. 800 thì nó gọn hơn. Nếu các bác thích gọn gàng thì mình chơi con 800. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.